phải thoải mái cho nó chứ không là sang năm nó không vui nó không. Đúng rồi đó. Dạ. Thợ nhầm mà thấy hôm bữa nó mất cái 10-15 mà đồ gì rồi mà tao không biết nói là sao. Cũng phải chạy về thôi. Ừ, gì chứ không gì là nó gì nó không. Giờ sang năm nó không vui nó có chết. Giờ kiếm người làm đâu phải chuyện đơn giản. Chi tiết chừng nào quá anh. Đường nó vắng quá rồi. Ừ, tao về quê hết rồi. Thấy sao chị tắt giùm em với tắt cái nào cái nút màu đen đỏ đỏ ở ngoài dạ tắt rồi mà dạ em cảm ơn chị. Xác lần xíu đi chưa chưa
Hello. Trên dưới đây nó bị dập dai vậy tin. Dạ. Sao ở dưới nó bị dập dai à? Dạ không biết nữa. Mấy giờ anh? Sao gửi? Rồi xong.